Đình Vân Thế Giới Máy vẫn chào bà con. Hôm nay Đình Vân sẽ giới thiệu tới bà con bộ sản phẩm máy ép cắm viên liền trục Barulo hiệu Takeo. Đây là máy ép cắm viên liền trục Takeo 3 quả lô để giúp bà con tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu hiện có của tại gia đình để ép ra những viên cắm phục vụ cho mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho quý bà con. Máy ép cắm viên liền trục Barulo của Takeo được thiết kế với bộ khung rất là chắc chắn, có gắn 4 bánh xe để cho bà con di chuyển rất là tiện lợi đến nơi cần làm việc. Và hệ thống động cơ gồm motor điện một pha gia đình 220V này bà con, với 3,5kW, công suất 4 ngựa và 100% là lõi đồng nhé bà con. Bảo hành cho bà con 12 tháng. Và motor được thiết kế vỏ bằng khe rành nhé, giúp cho máy tản nhiệt rất là tốt. Cánh quạt làm mát của motor phía sau thì có gắn trục bảo vệ nha bà con, đảm bảo an toàn cho bà con trong quá trình sử dụng rất là ok. Và hệ thống truyền tải của máy là qua một cái trục nha bà con. Và bên trong ổ trục thì có phốt cao su rất là dày, giúp cho máy đàn hồi rất là tốt. Và hệ thống liền trục này thì sẽ giúp cho máy phần ghiền sẽ ra những hạt cám rất là nhanh nhé bà con. Và bây giờ bà con mình sẽ giới thiệu cho bà con cái bộ phận ghiền ép. Máy được thiết kế 3 quả lô sẽ mang lại cho bà con ra những hạt cám rất nhanh. Miệng nạp nguyên liệu thì được thiết kế hình phễu ở bên trên này bà con, rất dễ dàng để mình cho nguyên liệu vào. Đình Vân mình hy vọng là với chiếc máy ép cắm viên liền trục Barulo này sẽ mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho bà con, tận dụng tất cả các nguồn nguyên liệu mà gia đình mình có để ép ra những viên cám phù hợp, mang lại chất lượng thức ăn tối đa tốt cho bà con để bà con chăn nuôi gia súc gia cầm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Và bà con nhớ đăng ký kênh và ấn like để theo dõi video sau. Đình Vân sẽ test máy để ra những hạt cám cho bà con xem các công suất thực tế của máy. Bây giờ Đình Vân xin chào và hẹn gặp lại bà con.